đều biết căn chúng sinh thượng trung hạ khác nhau cũng biết căn chuyển khác đáng độ chẳng đáng độ một căn tất cả căn chuyển chuyển sức nhân duyên vi tế đều khác biệt Thứ lớp không tán loạn, lại biết họ ham hiểu, tất cả phiền não tập, cũng biết xưa vị nay, hết thảy các tâm hạnh, thấu đạt tất cả hạnh, không đến cũng không đi, tức biết họ hành rồi, vì nói Pháp vô thượng hạnh tạp nhiễm thanh tịnh, đủ thứ đều biết rõ, một niệm được bồ đề, thành tựu nhất thiết trí. Trụ Phật không nghĩ bàn, rốt giáo tâm trí huệ, một niệm đều biết được, hạnh tất cả chúng sinh. Bồ Tát thần thông trí, công lực đã tự tại, hay ở trong một niệm, đến đi vô biên cõi, đến đi mau như vậy, hết nơi vô số kiếp. Không nơi nào chẳng đến, chẳng động phần sợi lông. Ví như nhà huyễn thuật, thị hiện đủ thứ sắc trong huyễn đó tìm cầu, không sắc chẳng không sắc. Bồ Tát cũng như thế, dùng phương tiện trí huyễn, đủ thứ đều thị hiện, đầy dẫy nơi thế gian, ví như trời trăng sáng, gương sáng tại hư không, bóng hiện ở trong nước. Chẳng vì nước tạp nhiễm, Bồ Tát tịnh Pháp Luân nên biết cũng như vậy, hiện thế gian tâm nước chẳng vì đời tạp nhiễm. Như người ngủ trong mộng, tạo làm đủ thứ việc, tuy trải ước ngàn năm, một đêm trọn chưa hết. Bồ Tát trụ pháp tánh, thị hiện tất cả việc, rốt giáo vô lượng kiếp, một niệm trí vô tận, Ví như trong hang núi cùng với giữa cung điện đủ thứ đều ứng vang mà thật không phân biệt, Bồ Tát trụ pháp tánh hay dùng trí tự tại, rộng vang tùy loại âm cũng lại không phân biệt, như người thấy dương diệm, tưởng như là có nước, chạy theo chẳng uống được, chuyển chuyển càng thêm khác, tâm chúng sinh phiền não nên biết cũng như vậy, Bồ Tát khởi thương xót, cứu họ khiến thoát khỏi.